viên giảm cân AB của Nhật Bản giá bao nhiêu tiền, có tốt không? Đang là câu hỏi được nhiều chị em thắc mắc khi săn lùng loại thuốc giảm cân thần thánh này. Vậy để biết câu trả lời chính xác nhất, chị em hãy xem qua video dưới đây nhé. Công dụng của loại thuốc giảm cân này như thế nào là câu hỏi mà rất nhiều bạn. Thuốc giảm cân AB của Nhật Bản hiện đang là loại thuốc giảm cân được yêu thích nhất tại xứ sở hoa anh đào này. Với thành phần 100% hoàn toàn từ thiên nhiên, thuốc giảm cân AB Nhật Bản cũng là sản phẩm giảm cân đạt được giải thưởng yêu thích nhất của người tiêu dùng ở đất nước này. Được áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và các thành phần hiệu quả nhất thì viên giảm cân AB của Nhật giá bao nhiêu hay viên uống giảm cân AB Nhật Bản giá bao nhiêu là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất. Viên giảm cân AB Nhật Bản là thuốc gì? Viên giảm cân AB của Nhật Bản là một loại thuốc giảm cân có xuất xứ từ Nhật Bản với thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên. Viên giảm cân này từng được nhận giải thưởng sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích nhất tại Nhật Bản. Mà Nhật thì có vô số loại thuốc giảm cân, nhưng tại sao viên giảm cân AB lại được nhiều chị em tin dùng như vậy? Bởi vì ngoài việc AB có nguồn gốc từ tự nhiên thì nó còn được Bộ Y tế Phúc lợi Nhật Bản chứng nhận là loại thuốc giảm cân áp dụng công nghệ giảm béo tiên tiến nhất, hiện đại nhất, hơn nữa lại rất an toàn và hiệu quả. Chính vì vậy viên giảm cân AB được rất nhiều chị em phụ nữ Nhật yêu thích sử dụng. Thành phần của hai loại viên giảm cân AB Nhật Bản. Sau khi biết được viên giảm cân AB của Nhật Bản giá bao nhiêu tiền, chị em có thắc mắc tại sao hai lọ thuốc nhỏ nhưng lại có mức giá chát như vậy chưa? Như đã nói ở trên, viên uống giảm cân AB Nhật Bản được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên. AB được giới thiệu là có tác dụng rất tốt trong việc đào thải mỡ thừa, làm săn chắc cơ bắp và giúp cân bằng các chất dinh dưỡng có trong cơ thể. Đây là điều mà các sản phẩm giảm cân khác trên thị trường không làm được. Chính vì vậy nên mức giá của viên giảm cân AB cao hơn hẳn so với các sản phẩm thuốc giảm cân khác trên thị trường. Cùng xem thành phần chi tiết của nó là gì mà lại có tác dụng tốt như vậy nhé. Thành phần của viên giảm cân AB Nhật Bản lọ A. Viên giảm cân AB Nhật Bản lọ A có thành phần gì? Viên giảm cân AB Nhật Bản lọ A bao gồm các thành phần chính là enzyme L-carnitine, capsaicin và một số chất từ tự nhiên khác. Lọ A có công dụng đốt cháy mỡ thừa, chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Lượng chất béo được chuyển hóa thành năng lượng này sẽ giúp cơ thể luôn giữ được trạng thái khỏe khoắn, đồng thời giảm cân nhanh chóng và hiệu quả cho dù cơ thể không vận động, tập luyện. Với những thành phần trên cùng thành phần thiên nhiên khác giúp đốt cháy mỡ thừa, chuyển hóa thành năng lượng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất cơ bản, cho dù không vận động thì cơ thể cũng có thể tiêu hóa nhiều năng lượng hơn, có thể đạt được mục đích giảm cân nhanh chóng. Điều này cũng phần nào giải thích tại sao viên giảm cân AB Nhật Bản giá đắt như vậy. Thành phần của viên giảm cân AB Nhật Bản lọ B. Viên giảm cân AB Nhật Bản lọ B bao gồm các thành phần chính là trà xanh, ngũ cốc đu đủ xanh, tinh chế từ trà hoa, bột than tre và nhục thung nhung, ngăn ngừa hấp thụ lượng đường và protein. Bột than tre có khả năng hấp thụ chất béo rất tốt, ngăn cho cơ thể hấp thu lượng mỡ thừa trong thức ăn bài tiết ra ngoài, cho nên sau khi sử dụng có thể thấy được nhiều mỡ bài tiết ra. Cơ chế giảm cân của viên giảm cân AB. Giáo sư Takahisa Hiraishi, người tạo ra viên giảm cân AB, từng nói, vạn vật trong tự nhiên này đều tuân theo nguyên tắc tương sinh và tương khắc. Vậy nên có vật tạo ra mỡ thì ắt sẽ có vật đánh tan mỡ. Chính nhờ nguyên tắc này ông đã suy ngẫm và tạo ra viên giảm cân AB gồm hai lọ A và B. Nguyên lý hoạt động của viên giảm cân AB lọ A, thành phần enzyme nhục thung dung có trong lọ A sẽ giúp gia tăng quá trình trao đổi chất, đào thải mỡ thừa trong đường ruột, sau đó tinh chất chiết xuất từ trà khổ đinh sẽ thúc đẩy quá trình phân giải mỡ thừa nhanh chóng. Chất L-carnitine và capsaicin có trong lọ A có thể đốt cháy lớp mỡ gần biểu bì, và sau khi tất cả mỡ thừa trong cơ thể được phân giải, nó sẽ nhanh chóng bị đào thải hoặc chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể. Vậy nên có thể nói viên uống giảm cân A là viên uống vào chỉ cần ngồi thôi cũng giảm cân, cũng tiêu hao calo, đốt cháy được mỡ trong cơ thể. Nguyên lý hoạt động của viên giảm cân AB lọ B. Nếu như viên uống A là viên uống đốt cháy mỡ thừa có sẵn trong cơ thể thì viên uống giảm cân B là viên uống ngăn chặn quá trình chuyển hóa calo từ thức ăn thành mỡ thừa, giúp cơ thể ăn nhiều cũng không sợ bị béo lên. Trong đó trà khổ đinh, đậu ván trắng và trà hoa có tác dụng hạn chế cơ thể hấp thụ mỡ và đường có trong thức ăn. Bột than chè Nhật Bản và tinh chất từ ngũ cốc lên men có tác dụng hút sạch năng lượng dư thừa, trực tiếp đào thải ra ngoài cơ thể. Khi uống viên uống giảm cân B, cơ thể sẽ chỉ hấp thụ các nguyên tố vi lượng, axit amin và một lượng calo rất nhỏ từ thức ăn, giúp cơ thể có thể giảm cân như chế độ ăn kiêng mà vẫn có đủ chất dinh dưỡng mà không bị thiếu hụt các nguyên tố vi lượng. Viên uống B giúp đào thải mỡ và đường dư thừa, đào thải độc tố, chính vì vậy nó giúp làn da trở nên căng mịn và hồng hào hơn.
Làm đẹp da hiệu quả công dụng của viên giảm cân AB, tác dụng của viên uống giảm cân AB có tốt không? Ngoài câu hỏi về viên giảm cân AB của Nhật Bản giá bao nhiêu tiền thì mọi người cũng quan tâm không biết sản phẩm này có công dụng như thế nào. Như đã nói ở trên về cơ chế giảm cân của viên giảm cân AB thì khi uống kết hợp hai viên giảm cân A và B sẽ giúp người sử dụng đốt cháy mỡ thừa toàn thân. Viên giảm cân A sẽ chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể mà bạn không cần phải vận động cũng có thể giảm cân. Còn viên giảm cân B thì ngăn cơ thể hấp thụ đường, protein và mỡ có trong thức ăn. Chính vì vậy theo hãng sản xuất viên giảm cân AB thì viên giảm cân này giúp giảm cân nhanh chóng mà không cần phải ăn kiêng. Ngược lại, bạn có thể ăn thoải mái mọi món ăn, kể cả những món ăn chứa nhiều chất béo. Thuốc giảm cân AB được xem là một trong những phương pháp giảm cân an toàn, đạt hiệu quả nhanh chóng và có khoa học. Cách sử dụng viên uống giảm cân AB hiệu quả nhất. Cách sử dụng viên uống giảm cân AB là uống kết hợp hai viên giảm cân A và B trước và sau bữa ăn. Ngày uống 2 lần trong 2 bữa ăn chính, trước khi ăn sáng 30 phút uống 2 viên giảm cân A, sau khi ăn tối 30 phút uống 2 viên giảm cân B. Kiên trì sử dụng từ 1 đến 2 tháng sẽ nhận được những kết quả rõ rệt. Nếu bạn muốn thấy được hiệu quả sớm hơn thì có thể kết hợp với chế độ ăn hợp lý và luyện tập thể dục thể thao đều đặn. Ai nên dùng viên giảm cân AB của Nhật Bản? Viên giảm cân AB của Nhật Bản phù hợp với những người đang có nhu cầu giảm cân hoặc những người bị thừa cân, béo phì, những người dễ bị béo bụng như phụ nữ trung niên, nhân viên văn phòng, đàn ông lười vận động. Thực hư lời đồn viên giảm cân AB lừa đảo do đối thủ tung tin xấu nên đây cũng là những mánh khóe trong kinh doanh. Vì tăng thêm thị phần cũng như doanh thu cho công ty, nhiều đối thủ sẵn sàng tung ra tin đồn để hạ uy tín của sản phẩm cũng như bội nhọ nhà sản xuất trong lòng người dùng. Do khách hàng mua phải sản phẩm giả và làm nhái kém chất lượng nên khiến cho nhiều khách hàng không phân biệt được và mua nhầm. Do vậy khi sử dụng khách hàng sẽ không cảm thấy hiệu quả mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và gây ra cụm từ viên giảm cân AB lừa đảo. Viên uống giảm cân AB Nhật Bản có tốt không? Theo đánh giá của chuyên gia thì viên uống giảm cân AB là loại thuốc giảm cân rất an toàn với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên. Các thành phần thực vật tự nhiên như trà xanh, đu đủ xanh, chè đắng, men ngũ cốc, gạo đỏ lên men có trong viên giảm cân AB giúp ngăn ngừa sự hấp thụ các dưỡng chất dư thừa vào cơ thể, đồng thời ngăn cơ thể tích tụ chất béo. Sự hấp thụ tinh chất trà xanh, bài tiết chất béo có nguồn gốc từ các tác động vật lý được nghiên cứu kỹ càng. Chính vì vậy cơ chế giảm cân của thuốc giảm cân AB hoàn toàn khác biệt với những loại thuốc giảm cân dạng cưỡng chế sự bài tiết hay kích thích nhu động đường ruột khác. Do đó, khi sử dụng viên giảm cân AB, cơ thể không có cảm giác khó chịu hay mệt mỏi mà cảm thấy rất nhẹ nhàng. Hiệu quả viên giảm cân AB lừa đảo. Viên giảm cân AB lừa đảo hẳn là không, vì review từ những chị em từng sử dụng viên giảm cân AB cũng cho rằng viên giảm cân này đem lại tác dụng giảm cân rất hiệu quả. Mua viên giảm cân AB ở đâu? Các bạn có thể tìm hiểu thêm và đặt hàng online trực tiếp qua đường dẫn mình để dưới phần mô tả của video này nhé. Trên đây là những thông tin về viên giảm cân AB, hy vọng có ích với mọi người. Chúc mọi người giảm cân thành công. Nếu thấy video hữu ích đừng quên like, share và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.